Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhìn bài tiếp ha. Ok, hên quá, mình thắng rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Cùng đội qua tuyển ra trận tiếp nào. À, tất nhiên là úp cái màn hình này xuống rồi. Gì đây, đừng nó phong ấn nha. À, nó giật bài mình. Có nó giật con nào. À, nó giật mất con này là thôi xong luôn rồi. Ok, bỏ con này đi. Bỏ con hệ quan, có gì đắt gọi con tiên ra các bạn. Nó lấy mất luôn cái thằng linh hồn của đá mình rồi. Giờ con này chết cũng quên. Không có special summon được. Hay à, úp lá xuống thôi. Ra bài. Nhưng mà không đánh. No. Nổ. Oh no. I activate my spell card. Cái gì nữa đây? À, giật bài. I end my turn. Nó úp xuống vậy nguy hiểm lắm. Rồi. Yeah. Cho nổ cái lá này đã, tính. Đợi hoài không lấy được lá này em buồn ghê luôn vậy đó. No. I was waiting for you to do that. I activate mirror force. Ah, no. Làm gì được đâu. À, linh hồn của nước rồi. Biết ngay là con này mà. Rồi, ok, giờ mình có đủ bài qua nữa để special summon rồi. Giờ còn gì nữa đâu mà chơi. Có mỗi cái này thôi. Rồi, ok, bị chấp nhận bị con sâu rồi, nó bắn cho một phát vậy. Rồi, ok, 1500. I end my turn. À rồi, ok, 2. Yeah. Chơi cái linh hồn này của nó. No. Cái kunai đợi một chút. Nó ra quái mạnh, nó bắn mình rồi mình mới bật cái đó lên. No. 850 nha, chú em. Nãy là nó giật bài mình, nó mất thêm 1000 điểm mà. Má mới vô bị nó giật bài cũng hơi bực ấy. Sao nó giật của mình thêm 5 lá nữa chứ. I end my turn. Rồi quăng con này ra luôn. Bắn phát coi cái gì ở trong này. À là con này thì không cần. Rồi cho nó rút con này ra luôn, mình đâu có sợ. No. À rồi, ok. Nó bắn con này thì mình chịu rồi. Mà để là vậy cố tình dụ nó bắn mà. À ok. Tất nhiên là lấy miền ra rồi, không nói nhiều. Nó lấy mất của mình cái mền này tức dễ sợ luôn á. No. Cằn. Vậy vậy thì nó không hồi sinh được các bạn. Cái nhập ma tâm pháp này rất là lợi hại luôn á. Có điều là hơi mất nhiều thời gian để mà hoàn thành thôi. No. À, nó úp xuống luôn à. I end my turn. Aha. Special summon được rồi. Rồi, tất nhiên là phong ấn hai đứa này để gọi con này ra. A special summon. Rồi, ok, bắn thử. No,
đâu. À con này. Ồ không ra bài, lá bài này uổng rồi. Biết gì nãy ra bài luôn. Cũng may là mình lỗ nhiều, mình nó lỗ nhiều hơn mình. Rồi thôi ok. Chơi nó. No. Haha. Rồi ok úp xuống. Đánh là vừa cương vừa nhu các bạn. Cái gì nữa đây? À phong ấn. Ồ trái mìn của tôi. À thôi cũng không sao. Nói dở. Rồi hết lượt này là nó chết. À không sao. No. I end my turn. À rồi, ok. Cũng chả sao. Lật lên. Búp hết vô cho con này. Lật lên. This looks bad. Búp hết vô cho con này. Nó bắn được một phát thì anh đây dồn lực vô một con. Thêm nữa. Sợ chưa? Chú tưởng là chú dùng cái chiêu đó mà chú làm khó được anh à. Bây giờ nó thiệt nhiều hơn mình rồi. 5.000 điểm công luôn, nó không có cơ hội đâu. À nó rút bài, tự nó dùng cái chổi nó quét mình cũng mệt. Rồi ok. À rồi ok, lật cái lá này lên nào. Rồi xuyên giáp chi thuật. À rồi cứ cười đi. Rồi anh úp cái nhập ma tâm pháp này xuống gì đâu. Rồi dở cái lá này lên lại. Anh có hai lá lần con. Anh có hai lá lần chú em ạ. Rồi xong. Một phát đủ chết. Khỏi flip khỏi gì hết trơn, mệt lắm. Rồi no. Aha. Rồi ok. Úp con này xuống trước. Úp lá này xuống. Rồi xin miễn chiến luôn. Miễn chiến hai lượt. Con này à. I activate my spell card. Hả? À, nó giật bài. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful. Trap hơi nhiều ấy. I end my turn. Rồi. Úp xuống. Nó chưa đánh được thì mình cứ quăng ra. Rồi, hết lượt này nó mới bắn được, là ta sắp tới lượt mình rồi. Nó úp xuống. No. Để như vậy thì nó lỗ. Rồi khoan, mình bắn trước đã các bạn. Đề phòng nó có microphone. No. Rồi, cái hay của con này, chiếc tên lửa này là ở chỗ này nữa nè các bạn. Rồi ra bài. No. Rồi quay trở lại ha. Cứ vậy thì cứ mỗi lượt nó tự mất 1.500. À rồi chú dở. I
Rồi ok. Vậy nó chết chứ ai chết đâu. Con này cứ để cho nó nằm ngang đi. Bắn. Rồi cứ giật một lá là chú không dọa được anh đâu. Vậy là cứ mỗi lượt nó mất 2000 nè. Mình thì mất bài nó rồi mất máu. Bài mình thì còn nhiều chả sợ. Rồi ok. À kêu bài ra nhiều thế không anh? No no no. À là con này. Đánh với bộ này là phải xuyên giáp nhiều mới được. Đấy có gì mà. À, nó làm vậy nó lỗ mà. Nó còn dầm vậy nó còn lỗ máu nữa. Tại nãy nó đã bỏ ngàn ra để nó hồi sinh con này rồi. Nó dở dài dở đâu. Rồi xong. Nó tự kéo máu nó luôn. Chứ bây giờ mình cần đánh nhiều lần chứ không phải là mình cần đam cao. Rồi nó sẽ quăng một con ra để nó bắn con này của mình. Thả qua con này ra chứ. It feels so good to snatch victory from the jaws of defeat. Monster reborn. À, ok. Lợi hại đấy. No. Rồi bắn đi. À, nó để một con đứng là nó chết rồi. I end my turn. Trời ơi là trời ơi. Yeah. Biết ngay. Cho mới quăng lá hồi sinh ra trước đó các bạn. Rồi, ok. Lá này cứ để nó nằm. Rồi. Bây giờ dồn đam nè. No way. A trap. Cái cú này giống như bắt nạt nó luôn vậy đó. Rồi không đủ 5 con cũng không sao, 4 con là thấy nó cũng chết mòn đó rồi. Rồi xong, thêm 4 lá dưới này nữa nó cộng đam vô. Rồi xong, nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. Rồi ok. Oh, lại lá này nữa. Lá này thì giờ không cần. Trời ơi lại ra con khỉ này nữa. Mình có cần nó đâu. Ờ cho đổi đi. Trời ơi trời ơi. Rồi lại thêm một con smile nè. Con này nữa. À thôi đắt đo này cũng được. Lá này có rồi mà tại không có thích xài. Hey, hey. Give me one more match. I know I can beat you this time. Rồi. Ok, anh trai muốn so tài nữa gì? Ok, anh em mình làm vậy dáng gì đâu. Listen up. Đang vui. Dồn đam hết tội nghiệp hết luôn vậy đó các bạn. Stand up to a challenge. You better come strong because it's time to duel. Rồi, ok, anh em mình so tài cái gì đâu. Rồi ok. Rồi nó nhường mà đi trước các bạn. Sao chưa gì ra con Shinzo rồi. Rồi ra con này trước để lấy quả tiễn. Rồi úp hai lá trap xuống. Lấy có gì lấy con này bắt về luôn. Bắt về đè con Shinzo lên là ngon. No 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 no. I activate my spell card. Gì đây? À hình như là dị thần sức mạnh nè các bạn. I activate my spell card. À rồi nó rút bài thấy gớm không? À no. I activate my spell card. Nó spam phép với mình. Ủa? À không phải, bộ này là bộ This looks bad. À rồi bơm cho thằng thiên thần này luôn. This looks bad.
Rồi ok, phá cái lá này đi. Rồi xong. Rồi thiên thần mình lên nhạc chính. Rồi, sức mạnh thiên thần cũng kinh đấy. Rồi úp xuống. Úp xuống rồi tại sao vậy? Con này là con gì? À, người khổng lồ đá. Rồi xong. Rồi xong, khóa hết tráp nó lại luôn. Rồi mình sẽ bị giảm đam. Nãy quên tính lật lá này, mình nhớ lật nhầm. Rồi ok. Lá này lá cứu nguy mà. Rồi ok, không sao cả. Con này chết thì có gì mình gọi một thằng chiến binh tên lửa ra. Con này nó chết thì nó sẽ gọi những con hệ quang nào mà đam dưới 1.500. Phải là hệ quang nha. Cái hệ ánh sáng á, mà mình quen gọi là hệ quang. Tại quang có nghĩa là ánh sáng mà các bạn. Quang có G đó nha. À, rồi ok. À, thôi chấp nhận mất một cái kunai luôn. Kunai mình nhiều mà sợ gì. Gọi thêm con hay ra nữa gì đâu. Rồi ok, úp con này xuống. Bắn. Rồi ok, nó hết trap rồi. Nó chỉ dùng được spell thôi. Mình thì cũng đang tạm bị mất trap nhưng mà cũng không sao cả. Rồi ok. À, mượn tạm của nó con này luôn. Con này tới giờ chưa lấy được nữa, hơi tiếc. Rồi ok, chấp nhận cho nó rút bài luôn. Có gì đâu, nó rút càng lẻ nó càng mau hết bài. À rồi ok, nó không lật lên là mình không sợ. Tưởng nó bắn nữa, bắn con này là hơi đau đấy. Rồi thêm một chiến binh tên lửa nữa. Rồi lật con này lên. Con này hơi bị lợi hại luôn. Bình thường nó đã nguy hiểm rồi mà khi mà nó lật được lên giống như vậy, nó tiến hóa nó còn nguy hiểm nữa. Rồi. À là con này. Rồi cho nó lấy 5 lá luôn á. Ba con này nó bắn là muốn khóc luôn. Rồi phát nhất bắn. Rồi phát thứ hai. Phát thứ ba. Not too shit, but she ain't gonna beat me with those lame attacks. Rồi ok. I end my turn. Rồi ok, xong đời nó luôn. Tính nó tính chơi Corona với mình nhưng mà Corona dùng không được tại do là mình bị con Jinzo nó khống chế rồi. À rồi ok. Jinzo đâu? Bắn cho anh. Mình dùng con này bắn thì mình không mất máu nè. Rồi ok, dán đầu đã xong. Mình gọi cái hồi sinh cái con này vậy luôn để nó không hồi sinh được. Nó không hồi sinh được thì nó mất lợi thế ngay. Tại con đó con mạnh để nó hồi sinh là cũng nguy hiểm. Nó hồi sinh với con người đá thì không sao mình bắn được. Rồi nó up bài xuống. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful because this card's a trap. I end my turn. À rồi ok. Chơi nó. Rồi ok. 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 Úp bài xuống. I activate my spell card. À hay hay, quên. This looks bad. Để coi nó có chịu mà thí lá bài nào không. À rồi ok, mình thí vô đây với nó mình cũng không tiếc. Flip summon. À là con này. Ê à, vậy mình hơi lỗ. Con này bắn được thì tốt, con này bắn là mình lỗ rồi.
Ây chà, lượt sau phải ra được phòng thủ mới được. À rồi, ok. Phá. Giờ phải tạm úp xuống thôi, chứ giờ dở lên nó bắn mà mất máu nữa. Nổ. Tại nghĩ là nó không phải không nghĩ nó úp con khổ lồ đá, mà nó úp cái con mấy con những con sâu con đồ á, thì nó sẽ không dám bắn, nó không dám dở lên bắn. Nếu có dở lên là để kích thì kêu thôi, chứ không phải là để bắn. Trời ơi, xui thế nhỉ. Nó mỗi lượt nó bắn 1900 là đau lắm á. Flip summit. Nó giật của mình 5 lá kìa. Đau thật. Giờ còn cách nào nữa đâu. Rồi, lật ngang con này qua đi. Cho đỡ đau các bạn. Rồi, nó ra con này nữa rồi, chuyện đời nói không. À rồi, ok. Ra lá này thì cũng được. Đừng có tưởng bở nha đại ca. Em vẫn còn chiêu đấy. Giờ ra được thủy độn tốt. Ặt ra con này làm sao sống. Bắn. À rồi, ok. Your attack triggered my effect. Vậy thì còn chịu được. Nó sẽ hồi sinh con này. Mình thì sẽ hồi sinh con này. Tại hồi sinh này tại vì con này sẽ được úp. Flip summit. Biết là nó sẽ đập lên mà. Rồi, khổng lồ đá. Rồi, chấp nhận vậy. Mất 600. Giờ nó mới úp xuống nè. À, con này á. Rồi, ok, bắn luôn. À, nó rút lại lá bài phép. Nó rút lại lá này. Rồi, ok, tưởng nó bắn nó quăng cái bình ra để mình rút 5 lá. Có nhiều bài xài hết rồi. 1300. Ồ, nó không ra được bài mới à. Vậy ráng ra cái mìn nữa coi. Ồ, ra cái ông này làm cái gì. Giờ có cần đâu. Tự nhiên ra ông sư cần cái mìn hoặc là cần thủy long đạn hay gì đó. I activate my spell card. Gì đây? À, nó phong ấn mình luôn. Nó ra được cái con rồng này quá ghê quá. I end my turn. À, ông sư nó chuyên phong ấn rồi giờ bị chính ổng bị phong ấn. À, kệ ra cái bình này cũng được. Không biết ông sư đó ông có cảm thấy cay không khi mà ổng bị phong ấn nữa. À. Nó không ra bài tới. Rồi một lá. Rồi, ok, ra con này. Nó thủ hoài ta. Nó không ngừa nó sẽ tấn công. À, rồi ok. Gọi con này ra cũng được. Mình biết con kia là hình sẽ bắn con này. À, cái mình đợi nãy giờ. Trường hợp này là nó lỗ chứ không phải mình nha các bạn. Nó mất 3 lá, mình không có mất lá nào hết.
thôi nó à, yeah. À, thôi kệ chơi luôn. Rồi ok, từ từ các bạn, nãy bấm nhầm, tính bấm chuột phải mà quên bấm. À nó giật bài ơi, à, nó giật thì phải chịu thôi. I activate my spell card. Gì nữa? À rút bài. Rồi không sao. I activate my spell card. Gì nữa? À. Rồi không sao, chấp nhận luôn. I'll just go along and set this card here. Không có con gì vô là hơi nguy hiểm á. You better be careful because this card's a trap. Cho ra lá hồi sinh hay lá gì đi để mình gọi con Zizo nó sống dậy. I end my turn. Yeah. Chấp nhận mất máu luôn. Hold on a sec. I'm gonna activate this. À. Rồi ok không sao. Xuyên giáp đây. Nhập vô. Rồi. No way. Kunai. Nhập vô. Mình lấy được cái lá Myrofox của nó rồi, thành ra là rồi cho nó lấy một lá. Rồi hết máu. Rồi ok, mình thắng. Rồi cho xin ba lá đi anh trai. Trời lại cái rùa nữa, cái này nữa. Cái này nữa, trời ơi, cho đổi đi, cho đổi đi. Năn nỉ anh trai. Ồ nó không cho đổi rồi. Rồi thôi, mai anh em mình giao lưu tiếp, có gì đâu căng. Bye bye anh em nha. Gặp lại các anh em trong các video tiếp theo của mình.